hồn tôi. Từ đó là khúc ca vang trong ngàn làm đôi môi tan vỡ tình ban đầu. Yow, don't be captured. Yow, try to get. Hòa vào cây, vươn vào nắng và giấc mơ tôi có đang trong bài ca ta vừa thành ha. Yow, the kid. Yow, thấu xịn. Yow, yow, yow. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Chào các bạn thân mến, Siêu Nhân Gao là một bộ phim khoa học giả tưởng dài 45 tập đình đám đi cùng với tuổi thơ của khá nhiều bạn trẻ Việt Nam. Bộ phim đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem với những câu chuyện cảm động về tình bạn, tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên thì cũng giống như kết thúc của bộ phim, sau những ngày tháng sôi động của tuổi trẻ thì các chiến binh Siêu Nhân Gao lại trở về với cuộc sống đời thường bình lặng. Người thì có cuộc sống ở đỉnh cao danh vọng, người thì có đời tư trầm lắng, biến mất không chút thông tin. Hãy cùng xem thì hôm nay khám phá cuộc sống của năm Siêu Nhân Gao bây giờ ra sao nhé. Gao vàng K-Hori. Siêu Nhân Gao trở thành một bộ phim nổi tiếng khắp màn ảnh nhỏ châu Á. Điều đó thì tạo thành bàn đạp thuận lợi cho dàn diễn viên phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy nhiên, không như những thành viên còn lại, sau khi bộ phim kết thúc, diễn viên K-Hori thủ vai Gao vàng lại chuyển hướng sang làm đạo diễn, biên kịch sau khi thử thêm một vài vai diễn khác. Quyết định này của Kay là cực kỳ sáng suốt và phù hợp với khả năng của anh. Gao vàng đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể cho sự nghiệp đạo diễn, biên kịch. Nổi bật nhất là giải thưởng Dragon and Tiger cho bộ phim Glowing Growing năm 2011 tại Liên hoan phim quốc tế Vancouver. Vị đạo diễn sinh năm 1978 này luôn được đồng nghiệp và khán giả biết đến như một diễn viên và đạo diễn vô cùng tài năng. Anh luôn tràn đầy nhiệt huyết, hết mình trong sự nghiệp điện ảnh. Trên phim trường anh hào nhoáng bao nhiêu thì ngoài cuộc sống đời thường anh lại có cuộc sống khép kín bấy nhiêu. Được biết là anh đã có hai người con gái, thi thoảng cũng tham gia vai diễn bé gái trong các bộ phim của anh. Có thể nói ở tuổi ngoài 40, anh đã có cuộc sống viên mãn trong cuộc sống cá nhân cũng như là thế lực vững chắc trong showbiz Nhật. Siêu nhân đỏ Noboru Kaneko. Có thể nói trong phim Năm anh em siêu nhân thì siêu nhân đỏ là một trong những siêu nhân được yêu thích nhất. Anh được coi như là nhân vật trung tâm trong Năm anh em siêu nhân. Anh còn là siêu nhân mạnh nhất, lĩnh sướng vai trò trưởng nhóm. Chính vì thế mà anh nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của những cậu bé thời ấy. Và nam diễn viên thủ vai cho vai diễn đình đám này chính là Noboru Kaneko. Với gương mặt điển trai, hiền lành và nụ cười thân thiện, Noboru Kaneko còn chính là crush đầu đời, nhận được vô số tình cảm của các khán giả nữ. Anh sinh ngày 18 tháng 10 năm 1974, tốt nghiệp Học viện Khoa học Ứng dụng Đại học Nagasaki về khoa học và kỹ thuật, nhưng lại dễ hướng theo sự nghiệp diễn xuất theo đam mê. Sau khi bộ phim Gao Ranger kết thúc, nam diễn viên không tham gia bất cứ dòng phim siêu nhân nào nữa mà phát triển sự nghiệp ở các thể loại khác, từ truyền hình cho đến điện ảnh, vai chính đến vai khách mời. Tuy nhiên, những vai diễn sau này lại không đủ sức để anh vượt qua cái bóng quá lớn của Gao đỏ. Năm 2011, Noboru Kaneko trở lại với vai khách mời trong vai Gao đỏ trong loạt phim kỷ niệm Kaizoku Sentai Kokaiger qua một vài cảnh nhỏ. Một điều ít người biết đó là trong khoảng thời gian phát sóng bộ phim Siêu Nhân Gao, anh đã bí mật kết hôn khi mới chỉ 26 tuổi. Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng công khai hình ảnh của vợ. Ở độ tuổi 46, nam diễn viên vẫn đều đặn tham gia các hoạt động diễn xuất và vẫn giữ được khí chất nam tính, lịch lãm như ngày nào. Gao đen, Kazuyoki Sakai. Khác với nhiều diễn viên vốn khởi đầu từ loạt phim Siêu Nhân Gao, Kazuyoshi Sakai trước khi tham gia Gao Ranger đã là một diễn viên có nhiều kinh nghiệm. Trước đó, anh đã từng xuất hiện trong một bộ phim do Mỹ sản xuất The Thin Red Line năm 1998. Kazuyoshi Sakai vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê diễn xuất sau khi kết thúc bộ phim Gao Ranger. Hiện tại dù không còn trẻ, nhưng Kazuyoshi Sakai vẫn giành được một số thành tựu nhất định với phim truyền hình nhỏ lẻ cùng một vài dự án nghệ thuật mà anh đã ấp ủ cho riêng mình từ lâu. Anh cũng song song hoạt động kinh doanh riêng và cũng may mắn khi vẫn làm tròn được cả sự nghiệp diễn xuất lẫn kinh doanh của mình.
Gao Bạc, Tetsuji Tamayama. Với những ai là fan chân chính của những bộ phim Nhật thì chắc không lạ gì tên Tetsuji Tamayama. So với các thành viên khác trong siêu nhân Gao thì Gao Bạc có lẽ là người thành công nhất sau khi bộ phim kết thúc. Trước khi là diễn viên trong phim siêu nhân Gao, anh đã tham gia nhiều cuộc thi người mẫu và đã từng làm mẫu ảnh cho nhiều tạp chí khác nhau. Nhưng tên tuổi của anh thật sự được phủ rộng và được nhiều người biết tới khi trở thành anh hùng trong series phim siêu nhân này. Sự nghiệp của anh vất lên như diều gặp gió trong các bộ phim truyền hình sau đó như là Divorce Lawyer, Brother Beat, Prisoner, Wish Upon a Cow, Love and Farm. Và anh đã trở thành người đàn ông được yêu thích nhất của những bà nội trợ Nhật Bản một thời. Có lẽ vì thế, để xây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình mà vào ngày lễ tình nhân năm 2012, Tetsuji Tamayama công bố chính thức trên website của mình anh kết hôn cùng với người phụ nữ không nổi tiếng đã quen bao lâu nay. Vì người phụ nữ của anh không thuộc làng giải trí nên anh không công bố hình ảnh cũng như thông tin về vợ và không tổ chức họp báo. Anh chàng tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với những vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm nổi bật như Rừng Na Uy, Kashen, Boss. Ở thời điểm hiện tại, Tetsuji Tamayama đã trở thành ngôi sao hạng A được săn đón tại đất nước mặt trời mọc. Gao Trắng, Mio Takeuchi. Nhân vật Gao Trắng do Mio Takeuchi thủ vai là thành viên nữ duy nhất của biệt đội siêu anh hùng này. Với gương mặt tròn phúng phính đáng yêu, cô nàng nhanh chóng nhận được tình cảm của hầu hết khán giả. Có vẻ như vai diễn Gao Trắng ngày nào đã đưa cô thành sao và cũng là bức tường quá lớn mà cô không thể vượt qua để bước tiếp sự nghiệp. Sự nghiệp của Mio dậm chân tại chỗ, sau đó thì cô dừng hẳn sự nghiệp diễn viên để chuyển sang lĩnh vực ca hát. Đến năm 2002, cô còn tham gia nhiều công việc khác khá thành công như làm người mẫu. Cô cũng thành lập nên một nhóm nhạc thần tượng mang tên Strawberry. Sau một khoảng thời gian khá thành công với công việc diễn viên, người mẫu áo tắm và ca sĩ, thì đến năm 2003, cô ngừng hẳn việc tham gia hoạt động giải trí. Đến năm 2011, cô làm việc cho một công ty may mặc với vai trò là gương mặt xã hội. Khi được mọi người hỏi tại sao cô lại sớm xa rời làng giải trí như vậy, thì cô đã trả lời: sau sự thành công quá lớn của siêu nhân Gao, cô cảm thấy rất áp lực về những kỳ vọng của người hâm mộ. Sau đó, rất nhiều fan hâm mộ kêu gọi cô trở lại với con đường nghệ thuật, nhưng cô vẫn khước từ và quyết tâm trên con đường sự nghiệp của riêng mình. Đến nay thì nữ diễn viên đã bước sang tuổi 35, nhưng cô vẫn giữ được nét đáng yêu và tròn trịa của mình. Ở thời điểm hiện tại thì nữ diễn viên sinh năm 1985 dường như biến mất khỏi truyền thông. Thông tin về cô cũng ngày càng thưa thớt trên báo chí. Gao Xanh, Takeru Shibaki. Và tất nhiên trong series này không thể không kể đến siêu nhân Gao Xanh do Takeru Shibaki thủ vai. Sau thành công của vai diễn này, anh tiếp tục tham gia bộ phim Gogo Sentai Bukenger, rồi sau đó thử sức với vai trò ca sĩ và diễn viên lồng tiếng. Takeru Shibaki đẹp trai và nổi bật trong vai Gao Xanh ngày ấy, giờ vẫn có vẻ ngoài lãng tử. Anh đẩy mạnh sự nghiệp ca hát cùng với diễn xuất cũng như là lồng tiếng phim. Nhưng sự nghiệp của Takeru không quá xuôi trèo mát mái, hiện tại thì anh vẫn sống hết mình với đam mê diễn xuất và ca hát. Hy vọng rằng Takeru Shibaki sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật. Gao Phù Thủy Tetamu, Takemi Koda. Gao Pháp Sư Tetamu là một pháp sư, người lắng nghe tiếng gọi và sức mạnh của các siêu thú và hướng dẫn cho Gao Ranger cách sử dụng sức mạnh để chiến đấu với Orc. Vai diễn này do Takemi Koda thủ vai. Tetamu series Gao Ranger là bộ phim duy nhất mà cô tham gia. Sau đó thì nàng tiên nữ này không tham gia lĩnh vực phim ảnh nữa. Sự lựa chọn của cô gây ra nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Tuy nhiên thì có lẽ giai điệu bài Hibiki no Shirabe mà cô từng hát cùng Tetsuji Tamayama thì vẫn đọng lại trong lòng người hâm mộ đến tận ngày nay. Xem xong video này các bạn có cảm xúc ra sao nhỉ?
ai mới là idol trong lòng bạn thời thơ ấu ấy? Và bạn bất ngờ với cuộc sống hiện tại của ai nhất? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn cho mình biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like, share video này và đăng ký kênh nữa nhé. Nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo và là người đầu tiên xem video của chúng mình vào lúc 18 giờ tối và 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Cũng đừng quên tham gia với chúng mình trong group Trang trại nhà xem gì trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin thú vị và nhận quà hấp dẫn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video